Chiều ngày 23 tháng 3, Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Tường tổ chức buổi tọa đàm xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hoạt động của các ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong huyện, cán bộ, hội viên đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ toàn diện đạt kết quả tốt. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên cơ bản ổn định. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi với thành tựu đổi mới của Đảng, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, vân vân tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung tham luận nêu rõ thực trạng tình hình chính trị tư tưởng những vấn đề mà hội viên cựu chiến binh quan tâm những bất cập khó khăn và các giải pháp tháo gỡ kiến nghị với hội cấp trên cấp ủy địa phương cũng như việc phối hợp với chính quyền tiếp tục xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh về chính trị tư tưởng tuyên truyền phát huy bản chất bộ đội cụ hồ truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới qua đó củng cố phát huy bản lĩnh chính trị kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thông qua buổi tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận, khẳng định những ưu điểm nổi bật, khuyết điểm chủ yếu trong công tác xây dựng hội về chính trị, tư tưởng ở địa bàn huyện nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng hội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.